Bị hợp tác xã lừa tiền, người dân đòi quyền lợi, bị công an trấn áp. Ngày 19 tháng 2, hơn 100 nông dân ở Sơn Đông bị hợp tác xã lừa tiền đã đến cơ quan chính quyền khiếu nại nhưng lại bị cảnh sát trấn áp, đánh đập. Theo lời kể của các nạn nhân, hợp tác xã nông dân Vĩnh Phong ở huyện Lương Sơn, Sơn Đông được chính quyền huyện hỗ trợ đã liên kết với một công ty thương mại. Sau đó hợp tác xã thành lập nhiều trạm, điểm dịch vụ trên toàn huyện, tuyên bố áp dụng mô hình công ty kết hợp hợp tác xã, cơ sở, nông dân thực hiện cơ chế quản lý thống nhất để thúc đẩy mạnh mẽ rau quả không ô nhiễm và các loại cây trồng đặc sản. Kể từ khi thành lập, quan chức các cấp từ huyện Lương Sơn, thành phố Tế Ninh và thậm chí cả tỉnh Sơn Đông đã đứng ra ủng hộ hợp tác xã Vĩnh Phong, đồng thời một số bản tin cũng nhắc đến. Điều này khiến người dân tin tưởng vào hợp tác xã. Tuy nhiên, tất cả đều là giả tạo và lừa dối. Trên thực tế, dưới chiêu bài hợp tác tín dụng, hợp tác xã đã thành lập quỹ tương hỗ và trá hình thực hiện hoạt động gửi, cho vay trái phép, thu hút nông dân gửi tiền với lãi suất cao và hứa sẽ thu hồi cả gốc và lãi khi đến hạn. Người dân trong làng nghe tuyên truyền thì cho rằng hợp tác xã cũng giống như ngân hàng vì họ còn có máy đếm tiền, giao dịch viên, lãi suất cao hơn cả các cơ quan bưu chính, công nghiệp, nông nghiệp. Ngoài ra, người dân còn được các cán bộ khuyến khích mạnh mẽ nên họ đều gửi tiền vào hợp tác xã. Đến khi phát hiện ra mình bị lừa và mất hết tiền thì đã quá muộn. Kể từ tháng 5 năm 2023, 588 dân làng là nạn nhân đã có nhiều hành động bảo vệ quyền lợi, báo cáo vấn đề lên chính quyền huyện, cục công an, tòa án và các cơ quan khác, yêu cầu điều tra và trừng phạt các lãnh đạo hợp tác xã, đồng thời thu hồi tiền của họ nhưng không được phản hồi thích đáng. Trong số đám đông nạn nhân đứng trước tòa nhà chính quyền vào ngày 19 tháng 2, một số người đã quỳ gối khóc lóc trước các nhân viên duy trì ổn định và công an nhưng vẫn bị lực lượng này trấn áp, 6 người dân bị bắt và một số bị công an đánh đập. Ở Trung Quốc, không chỉ hợp tác xã mới quỵt tiền mà người gửi tiền vào ngân hàng cũng có thể mất trắng. Vào năm 2022, Trịnh Châu, Hà Nam dậy sóng khi hàng loạt ngân hàng thương mại của nhà nước đóng băng tiền gửi của người dân, khiến người dân không thể rút hoặc chuyển tiền. Sau đó, một lượng lớn những người gửi tiền của các ngân hàng thương mại tỉnh Hà Nam từ khắp Trung Quốc đã tập trung biểu tình đòi quyền lợi. Chính quyền lập tức điều động cảnh sát giải tán đám đông bằng bạo lực. Video do cư dân mạng đăng tải cho thấy các nhân viên chính phủ và cảnh sát đang đánh đập người biểu tình, một số đã bị bắt giữ. Trong nửa sau video, dường như có gần 10 phát súng nổ tại hiện trường.